Momotaro, cậu bé quả đào. Ngày xưa, ở một vùng quê yên bình, có một đôi vợ chồng già sống với nhau. Người chồng thì hàng ngày lên núi đốn củi, còn người vợ thì ra bờ sông giặt rũ. Vào một ngày nọ, vẫn như mọi ngày, người vợ ra sông giặt rũ thì bỗng thấy từ thượng nguồn một quả đào to thật to trôi đến chỗ bà. Ôi chà chà, quả đào này to quá. Bà rất vui sướng, sửa soạn về nhà, bà cũng không quên mang theo quả đào. Bà ơi, tôi về rồi đây. Ồ, ông về rồi đấy à? Mau vào đây mà xem này. Có chuyện gì vậy bà? À, hôm nay trong lúc tôi đang giặt quần áo thì có một quả đào to trôi đến chỗ tôi. Ôi, cảm ơn ông trời. Hai người vui sướng định bổ đôi quả đào ra ăn thì quả đào bỗng nứt ra làm đôi. Ồ, trông nó khôi ngô quá. Ôi, trông nó mới đáng yêu làm sao. Vì đứa bé được sinh ra từ trong quả đào nên ông bà quyết định đặt tên nó là Momotaro. Cả hai người cùng yêu thương, nuôi nấng Momotaro như con ruột của mình. Momotaro háu ăn, ăn rất nhiều, rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã lớn nhanh như thổi. Hai ông bà vô cùng yêu mến Momotaro. Có phần nào ngon đều nhường hết cho con ăn. Lớn lên, Momotaro không chỉ khỏe mạnh mà còn có một trái tim ấm áp. Trong khi đó, lũ quỷ từ Onigashima đã tấn công ngôi làng, cướp đi của cải và gây nhiều rắc rối. Cho đến một ngày, khi Momotaro vừa chẻ củi xong, một con diều hâu rất lớn bay phía trên. Nó nói: "Cậu bé Momotaro sinh ra từ trong trái đào ơi! Hãy vượt núi non, vượt thác nước, vượt biển cả. Hãy đi tiêu diệt lũ quỷ đi! Hãy đi tiêu diệt lũ quỷ đi!" Momotaro nghe xong liền về nói với ông bà: "Thưa ông, thưa bà, con đã lớn rồi, hãy để con đi tiêu diệt lũ quỷ dữ." "Không được đâu con, không được đâu con, nguy hiểm lắm. Chúng đã cướp lương thực của chúng ta, còn phá hoại ruộng vườn hoa màu nữa. Thật xấu xa, con phải ra tay thay trời hành đạo." "Dù biết là vậy, nhưng con hãy đợi lớn lên chút nữa. Giờ, con vẫn là đứa trẻ mà." Mặc cho hai ông bà ra sức can ngăn, nhưng lòng Momotaro đã quyết. "Không còn cách nào khác rồi. Lòng con đã quyết thì con hãy đi đi. Nhưng nhớ, con nhất định phải trở về. Nghe chưa?" "Vâng, con xin hứa." Hai ông bà may cho Momotaro một bộ áo mới, một dải khăn cuốn trên đầu và một thanh kiếm sắc. Ngoài ra, bà còn làm rất nhiều bánh trôi từ hạt kê để Momotaro mang theo. "Đói thì nhớ lấy ra ăn con nhé." "Con cảm ơn rất nhiều ạ." "Thưa ông, thưa bà, con đi đây." Dù thế nào thì việc tiêu diệt lũ quỷ với Momotaro cũng vô cùng quan trọng. Cậu chỉ trở về khi đã làm được điều đó. Đang thông dong trên đường thì một chú chó sủa rồi chạy đến. "Momotaro, Momotaro, lần đầu tiên thấy cậu ăn mặc như này, cậu đi đâu vậy?" "Tớ đi đến núi Onigashima để tiêu diệt lũ quỷ đó cậu." "Có cái gì trong túi cậu vậy?" "Là bánh trôi làm từ hạt kê đó, ăn vào cậu sẽ khỏe lên rất nhiều." "Cho tôi một cái đi, tôi sẽ đi cùng cậu." "Tốt quá, vậy mình cùng đi." Chú chó ăn bánh xong liền đi theo Momotaro. Cả hai cùng trèo lên một ngọn núi.
Lần này cả hai gặp một chú khỉ. Momotaro, Simba, hai người đi đâu vậy? Bọn tớ đang trên đường đi tiêu diệt lũ quỷ xấu xa Oni đó cậu. Lũ quỷ Oni đó à? Chúng đã ăn cắp chuối của tôi, tớ sẽ đi cùng các cậu. Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi. Chú khỉ nhận bánh của Momotaro rồi đi theo cậu ấy. Cả ba cùng đi qua một cái thác. Lần này gặp một chú chim. Chào cậu Momotaro, sao mọi người lại đông đủ ở đây vậy? Mọi người định đi đâu đấy? Bọn tớ đi tiêu diệt bè lũ quỷ dữ đỏ cầu. Có cái gì trong túi cậu vậy? À, là bánh chối làm từ hạt kế đấy. Cho tôi một cái đi, tôi sẽ đi cùng cậu. Của cậu đấy, chúng ta cùng đi nào. Chú chim nhận bánh của Momotaro rồi đi theo cậu bé. Momotaro vượt qua thung lũng, vượt qua núi non, vượt qua biển cả bao la. Mọi người nhìn kia, đảo quỷ kia rồi. Cuối cùng, cậu cũng đến được hòn đảo của quỷ dữ. Hey, ta là Momotaro, đến từ gián diệt ta đây. Mau buông tay cừu trói đi. Lũ quỷ tức giận, ào ạt xông ra. Momotaro nhanh chóng lao tới tiêu diệt, lần lượt hạ gục từng tên một. Sự việc lang đến tai tên thủ lĩnh của đám quỷ. Thưa ngài, nguy rồi, Momotaro sắp tiến vào đến đây rồi. Momotaro, làm sao chuyện đó được? Ta là Momotaro, cậu bé quả đào đây. Ngươi hãy mau chóng đầu hàng đi. Đứa bé này là Momotaro sao? Hãy đỡ thử một chiêu của ta đây. Quỷ vương liền vung cây chùy sắt rất nặng của hắn lên. Nhưng Momotaro đã chặt đứt nó. Momotaro và đồng đội của mình tấn công dữ dội, khiến tên quỷ vương không kịp trở tay. Chỉ còn đường van xin tha mạng. Xin chàng sĩ tha mạng, xin chàng sĩ tha mạng, hãy hạ kiếm xuống đi, ta đầu hàng. Ngươi phải thề, từ nay không được ức hiếp dân làng nữa, nghe chưa? Không có chuyện đó nữa đâu, không có chuyện đó nữa đâu, tôi xin thề. Được rồi, ngươi hãy trả lại tất cả của cải mà ngươi đã cướp được đi. Lũ quỷ lấy hết của cải mà chúng đã cướp bóc được ra trả cho Momotaro. Momotaro lại một lần nữa vượt biển cả, vượt thác nước, vượt núi non để trở về nhà. Thấy Momotaro trở về, ông bà vô cùng vui sướng. Momotaro trả lại của cải cho dân làng rồi đãi chó, khỉ và chim một bữa thịnh soạn. Từ đó, dân làng sống yên bình. Momotaro vui đùa cùng với bạn bè, sống vui vẻ, hạnh phúc với ông bà mãi mãi.